Lễ 8 tháng 3 năm nay, chỉ sau Tết không quá dài nên không khí xuân vẫn còn trong tình cảm của nhiều người. Quà tặng cho những người phụ nữ yêu thương vẫn rất nóng, nhất là hoa hồng, giá tăng chóng mặt. Tại chợ Bà Chiểu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, các giỏ hoa hồng được bán từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng với 15 đến 20 bông một giỏ, tăng nhiều so với cả lễ tình nhân. 60 đến 80% lượng giỏ hoa đã được bán ra từ chiều tối ngày 7 tháng 3. Tại nhiều cửa hàng, hoa hồng bị héo và xuống màu cũng được bán mỗi cành đến 15.000. Tại chợ Hoa Đầm Sen, quận 11, lượng hoa hồng về tăng gấp 4 lần ngày thường, nhưng chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu. Hiện hoa hồng Đà Lạt đã hết, nên thương lái vét hồng Hà Nội.